Hey, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như là kênh bonsai mini TNCT ha. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 4, thì hôm nay con lên cái clip này á để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái combo 4 cây. Và ở đây con có 3 cái combo thì lên một cái giá rất là mềm. Thì cô chú mình xem tham khảo ưng ý cái combo nào thì liên hệ con ha. Hành lý giá rất mềm nha. Đầu tiên là một combo là 4 cây đó. À, đây có hai cây dáng đứng nè, đế bọng đồ cũng khá nở, khá là ok ha. Hai cây về cô chú mình cắt tỉa đồ lại. Cây này cây thứ ba dáng quái này ha. Cây này là cây thứ tư, cây này nó chết hai bên nhánh này thì về cô chú mình cưa ngang đây là rồi, ở bên đây thì nó vẫn sống nhân găng bình thường. Đây là combo đầu tiên 4 cây. Hiện tại bên vườn con đang thanh lý với giá là 140.000 cho 4 cây này. Mã số 1. Tiếp theo là mã số 2. Cũng là 4 cây luôn. Cây này là cây dáng quái ha. Con quay gần gần cho cô chú mình tham khảo cái dáng đó. Còn cây này là cây dáng trực. Hai cây ở đây là một cây mini, nó bự cỡ ngón cái ha. Đây cũng là một cây dáng quái luôn, rễ nó mọc ở đây luôn nha. Cô chú mình có thể cắt ngang đây là được hai cây, còn không cắt thì để làm gì, chơi bình thường đó. Ở chỗ này, ở cái cây mà nó sát dưới mấy chậu là nó đang có rễ nè. Cây đang phát triển rất là ok. Mã số 2 cũng là 4 cây, con giao lưu với giá là 140.000 đó. Mã số 2 140 ha. Mã số 3 này thì cô chú mình có thể cắt lên đây, cắt cái đây bỏ luôn, cắt sát vô mình chừa lại cái nhánh này mình làm dáng nhân nhân ha, chừa lại nhánh nhỏ mình làm dáng nhân nhân cũng được. Một cây trực nè, đây cây quái nè, đúng quái luôn ha. Cây quái mà đế nở luôn nha, đế rất là nở. Còn ở bên đây là cái cây trực mini. Rồi nó xúc bầu ra luôn nè. Ơi này cũng đang thanh lý luôn nha, về cô chú mình trồng lại. Thêm một cây mini, nó rễ bọng nó cũng rất là ok ha. Thì combo mã số 3 này cũng 140.000 luôn. Thì cô chú mình ưng ý thì liên hệ con qua số điện thoại là 038 78 49 762 gặp Mẫn nha. Đó. Cây đế rất là nở ha. Cây này là bao sống cho cô chú mình nha. Để nó khô nước mới tưới lại. Để trong kẹt. Mấy cây này là bao sống hết. Đó, mã số 3 140. Thì ngoài ra con có một cái cây dáng nằm nữa nè. Cây này ai ở gần thì lại mua 100k nè. Nó gốc nó ở đằng này nè ha, nhưng mà nó nằm tới đây rồi nó mới lên cái thân đó. Còn ai mua thì con vô bầu con ship luôn, thì cô chú mình trồng lại 100.000 đó. Thì con nhổ lên con quắn cái bao lên thôi nha, chứ không có xếp cái gỗ này luôn nè. Nặng lắm, nặng vô bao ít đắt lại. Cái này là không có mã số nha, nó cái dáng nó nằm nè cô chú mình thấy không, rồi đây nó mới lên gốc nó ở đây nè. Dạ 100k cho cây này ha. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem kênh nha. Thì cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ qua vườn con số điện thoại là 0387849762 gặp Mẫn nha. Và con xin mến chào.